Anh em đang có nhu cầu thử vận may, muốn X45, hãy đến ngay shop misutv.com với vòng quay kim cương cực chất, dàn đồng chống nick VIP cực cao, đặc biệt nhất, mua 1 tặng 2, tính tiền 3 đó nhá. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì sáng ngày hôm nay mình vừa vào quân đoàn ấy, có một số bạn bảo là anh ơi, review con trợ thủ mới đi. Và khi mà review ấy, chúng ta kèm theo một cái event tặng trợ thủ cho mọi người này. Thì một số bạn chúng ta không có điều kiện, chúng ta nạp kim cương ấy, thì chúng ta có thể tham gia cái event của mình nhá. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có một sự kiện nạp một kim cương nhận trợ thủ mới nhá. Chúng ta sẽ có một con rúi cá ấy, theo mình thấy thì cũng khá là dễ thương. Ở đây thì tiếp theo khi mà chúng ta nạp 900 kim cương ấy, chúng ta sẽ có một cái khẩu trang nhá. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái khăn bịt mặt cho anh em. Đấy. Tiếp theo thì khi mà chúng ta nạp 150 kim cương ấy, chúng ta sẽ có một vé quay nhá. Ok, và nói chung là trong video này thì mình cũng có một cái event mình đưa đến cho anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ comment ấy, một cái ID này kèm theo một cái comment bất kỳ. Nói chung là anh em chúng ta càng có nhiều like nhá. Ở đây comment của chúng ta ấy, càng có nhiều like thì sẽ được tặng nhá. Thì mình sẽ lựa chọn khoảng 15 đến 20 bạn chúng ta nhiều like nhất nhá. Cái comment của anh em ấy, chúng ta nhiều like nhất để mình tặng nhá. Ok, thì nói chung là cái khi mà mình tặng ấy, mình sẽ live stream phát trực tiếp trên cái fanpage của mình để mình tặng luôn. Thế là anh em yên tâm nhá. Bạn đâu mà chúng ta cứ nhiều like nhất này thì chúng ta sẽ được tặng. Ok. Nói chung là anh em comment cái gì mà chúng ta câu like ấy thì chúng ta sẽ được nhiều like nhá. Và anh em cũng đừng quên cho mình một like, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Thì mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok. Thì nói chung là anh em cứ tham gia đi, biết đâu ấy chúng ta lại được nhiều like, chúng ta được tặng thì sao. Ở đây thì khi mà chúng ta được tặng con trợ thủ mới ấy, tất nhiên chúng ta sẽ được cả kim cương nhá. Ở đây thì có lẽ là mình sẽ tặng 90 kim cương hoặc là 180 kim cương anh em nhá. Ok, và tiếp theo thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái skin trợ thủ mới ấy, theo mình thấy thì cũng khá là đẹp nhá. Ở đây là cái skin kẹo hồng, rúi cá kẹo hồng nhá. Nói chung là mình thấy cái skin mặc định ấy nó cũng khá là đẹp rồi. Ok, và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ nạp kim cương để chúng ta nhận con trợ thủ mới nhá. Ở đây thì mình đang có mặt ở trang web nạp thẻ.vn ấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng ID người chơi nhá. Nói chung là chúng ta đăng nhập chỉ cần ID thôi là được nhá. Ở trong đây thì chúng ta có nạp tiền bằng tin nhắn này hoặc là bằng thẻ điện thoại nhá. Ở đây thì có rất nhiều bạn ấy, chúng ta không mua được cái thẻ tuần này hoặc thẻ tháng thì mình sẽ giúp đỡ anh em chúng ta mua nhá. Nhưng mà khi anh em chúng ta mua cái thẻ tuần ấy, chúng ta không nhận được con trợ thủ mới đâu. Ok. Ở đây thì bạn đâu mà chúng ta không mua được thì chúng ta sẽ inbox cho mình để mình giúp đỡ nhá. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ cho anh em xem khi mà chúng ta nạp cái thẻ tuần ấy, chúng ta sẽ không nhận được con trợ thủ mới nhá. Thì ở đây mình cũng vừa mới mở cái thẻ tuần rồi. Sau khi mà chúng ta mở xong ấy, mình sẽ cho anh em xem nhá. Ok, anh em thấy là chúng ta mở thẻ tuần xong, chúng ta không hề được con trợ thủ mới nhá. Nên là anh em nào mà chúng ta đang định chúng ta mở thẻ tuần ấy, thì anh em nhớ là chúng ta nhận con trợ thủ mới trước nhá. Ok, và nói chung là bạn đâu mà chúng ta muốn nhận con trợ thủ mới ấy, thì chúng ta sẽ nạp kim cương bình thường nhá. Ở đây thì mình cũng vừa mới nạp vào 400 kim cương ấy, chúng ta sẽ nhận được con trợ thủ mới này. Nói chung là mình trông cái skin mặc định ấy, nó khá là đẹp nhá. Theo mình thấy là cái skin mặc định con này khá là đẹp rồi. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ nhận luôn nhá. Đấy, nói chung là cũng khá là ngon. Và hiện tại thì mình có 500 kim cương rồi, chúng ta sẽ mua luôn skin mới nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ mua cái skin kẹo hồng luôn nhá. Chúng ta mua thì chúng ta sẽ mất 129 kim cương. Nói chung là 129 kim cương mình thấy cũng khá là rẻ rồi. Đấy. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái hành động nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hành động khoe mẽ. Rồi, chúng ta sẽ xúc luôn nhá. Ok, vậy là chúng ta đã xúc chọn bộ cái con trợ thủ mới rồi. Chúng ta xúc luôn skin này, trợ thủ này và hành động mới luôn. Đấy. Ok, thì nói chung là bạn nào đang xem ấy, chúng ta tham gia một cái event của mình, biết đâu được chúng ta lại nhận được. Ok. Và khi mà chúng ta nhận được ấy, không phải là mình con trợ thủ đâu, mà chúng ta nhận được cả kim cương nhá. Vì tại sao anh em biết không? Vì khi mà chúng ta muốn nhận được ấy, chúng ta phải nạp kim cương. Vì vậy mình sẽ nạp kim cương qua ID của anh em nhá. Ok, và nói chung là chúng ta sẽ có một cái kỹ năng, ở đây là nhân đôi niềm vui nhá.
Nói chung là kỹ năng này cũng khá là ok. Và mình mong những cái OB sắp tới ấy, chúng ta sẽ có thêm cái kỹ năng trợ thủ ở đây nhá. Kiểu giống như là chúng ta sẽ có hai kỹ năng này. Đấy. Ok, và nói chung là con trợ thủ mới như thế này mình thấy cũng khá là ok rồi. Sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện phục sinh nhá. Ở mình thấy ở những cái server nước ngoài ấy thì chúng ta cập nhật cái sự kiện phục sinh rồi, nhưng mà server chúng ta thì không biết tại sao chúng ta vẫn chưa có nhá. Nói chung là cái sự kiện phục sinh ấy ở server chúng ta cũng khá là muộn. Tiếp theo thì mình có một cái quân đoàn ấy tên là siêu phẩm team. Ở trong cái quân đoàn này thì chúng ta có rất nhiều gái nhá. Mình cũng nói với anh em ấy, chúng ta có rất nhiều bạn gái. Thì anh em nào mà chúng ta muốn xin vào thì chúng ta vào đây nhá. Và khi mà chúng ta xin vào ấy, chúng ta có một tuần thì chúng ta đổi tên nhá. Ok, bạn đâu mà chúng ta xin vào thì chúng ta sẽ xin nhá. Video của mình cũng kết thúc đây thôi. Hy vọng anh em xem thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp cho mình nhá. Và bye bye anh em. Ok em tới đây đi em yêu. Ok em tới đây đi em yêu.